Xin chào các bạn, mình là Du, lập trình viên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về giao thức HTTPS. HTTPS là tên viết tắt của từ tiếng Anh Hypertext Transfer Protocol Secure. Dưới góc nhìn của một backend engineer, giúp cho các bạn dễ dàng áp dụng vào công việc thực tế hàng ngày. Các bạn cần phải nắm được giao thức HTTP trước khi chúng ta tìm hiểu về giao thức HTTPS. Vì giao thức HTTPS là giao thức mở rộng của giao thức HTTP. Giao thức HTTP đã được mình giới thiệu rất kỹ ở những video trước. Giao thức HTTPS sẽ có tất cả các đặc điểm của giao thức HTTP. Tuy nhiên, giao thức HTTPS được mở rộng kết hợp với giao thức TLS ở Layer 6 Security, tức là ở tầng số 6 trong mô hình OSI, dùng để mã hóa và giải mã thông tin trên đường truyền nhằm bảo mật thông tin. Chúng ta xem ví dụ minh họa. Máy tính cá nhân và một server muốn giao tiếp với nhau sử dụng giao thức HTTPS. Cổng mặc định của giao thức HTTPS là 443. Khi bắt đầu, chúng ta cần phải tiến hành quá trình bắt tay 3 bước để tạo ra một kết nối connection của giao thức TCP. Sau khi có được kết nối connection, giao thức HTTPS không tiến hành giao tiếp ngay như là giao thức HTTP, mà sẽ tiếp tục quá trình bắt tay handshake của giao thức TLS. Sau khi bắt tay TLS thành công, cả client và server sẽ có một cái chìa khóa vàng dùng để mã hóa và giải mã dữ liệu khi tiến hành giao tiếp. Giả sử máy tính cá nhân dùng chìa khóa vàng để mã hóa HTTP GET request đến server. Server sau khi nhận được request cũng sẽ sử dụng chìa khóa vàng để giải mã và hiểu được nội dung, đồng thời mã hóa HTTP response để trả về cho máy tính cá nhân. Dữ liệu trên đường truyền của giao thức HTTPS sẽ được bảo mật và không bị rò rỉ cho bên thứ ba. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về quá trình bắt tay handshake của giao thức TLS. Mình chỉ giới thiệu những phiên bản của giao thức TLS vẫn đang được sử dụng phổ biến hiện nay, đó là phiên bản TLS 1.2 và TLS 1.3. Phiên bản TLS 1.2 sử dụng mã hóa đối xứng, có cách hoạt động như sau. Về các thuật toán mã hóa đối xứng thì mình đã có một video nói về chủ đề này, các bạn có thể tìm lại để hiểu rõ hơn. Chúng ta xem xét ví dụ minh họa. Có một máy tính cá nhân muốn giao tiếp với máy chủ server. Sau khi thiết lập kết nối connection, quá trình bắt tay handshake trong TLS 1.2 được tiến hành thông qua các bước sau. Máy tính cá nhân sẽ gửi tin nhắn hello, xin chào đến máy chủ. Máy chủ đồng ý sẽ gửi tin nhắn hello về máy tính cá nhân kèm với certificate của mình. Lúc này khi nhận được certificate của máy chủ, máy tính cá nhân sẽ sử dụng một thuật toán mã hóa đối xứng bất kỳ để tạo ra chìa khóa màu vàng. Sau đó, nó sẽ gửi chìa khóa màu vàng cho máy chủ. Máy chủ nhận được chìa khóa màu vàng, quyết định thuật toán mã hóa đối xứng và gửi thông tin về cho máy tính cá nhân. Kết thúc quá trình bắt tay TLS phiên bản 1.2. Cả hai phía đều đã có chìa khóa màu vàng được sử dụng để mã hóa và giải mã dữ liệu truyền đi ở trên đường truyền một cách bảo mật và an toàn. Tuy nhiên, quá trình này của giao thức TLS 1.2 cũng có điểm hạn chế tương tự như là giải thuật mã hóa đối xứng, đó là chìa khóa vàng được truyền đi trong quá trình bắt tay không được mã hóa và có thể bị đánh cắp. Khi kẻ gian có được thông tin của chìa khóa vàng thì mọi liên lạc được mã hóa về sau đều không còn an toàn nữa. Mặc dù việc đánh cắp chìa khóa vàng không phải là đơn giản, tuy nhiên nó cũng đã xảy ra trên thực tế rất nhiều lần. Trước khi chúng ta đi qua giao thức TLS 1.3, mình muốn giới thiệu về một thuật toán mã hóa bất đối xứng Diffie-Hellman được sử dụng trong giao thức TLS 1.3. Thuật toán Diffie-Hellman sẽ cung cấp 3 chìa khóa, được chia làm 2 loại chìa khóa là private, nghĩa là loại chìa khóa không cho người thứ ba biết, và chìa khóa public, nghĩa là có thể cho người thứ ba biết. Một chìa khóa màu xanh là chìa khóa private,
Một chìa khóa màu hồng là chìa khóa Public. Một chìa khóa màu đỏ là chìa khóa Private. Chúng ta sẽ có 3 quy tắc rất là hay của thuật toán này. Thứ nhất là nếu như chúng ta kết hợp cả 3 chìa khóa thì chúng ta sẽ nhận được một chìa khóa màu vàng, thì đây là chìa khóa Private. Thứ hai là nếu chúng ta kết hợp chìa khóa màu xanh và chìa khóa màu hồng thì chúng ta sẽ được một cái loại chìa khóa Public, và đặc điểm là không có cách nào để chúng ta có thể tách cái tổ hợp này ra thành hai cái chìa khóa ban đầu là chìa khóa màu xanh và chìa khóa màu hồng được. Thứ ba, đó là nếu chúng ta kết hợp chìa khóa màu đỏ và chìa khóa màu hồng thì chúng ta cũng sẽ nhận được một loại chìa khóa Public, và cũng mang cái đặc điểm đặc biệt là không có cách nào chúng ta có thể tách cái tổ hợp này ra để lấy lại hai chìa khóa màu đỏ và màu hồng như cũ. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang tìm hiểu xem thuật toán Diffie-Hellman được áp dụng trong giao thức TLS 1.3 như thế nào. Chúng ta xem xét ví dụ minh họa. Một máy tính cá nhân muốn giao tiếp với một máy chủ server. Sau khi thiết lập kết nối connection, quá trình bắt tay handshake trong giao thức TLS 1.3 được tiến hành thông qua các bước sau. Máy tính cá nhân sẽ sử dụng thuật toán bất đối xứng Diffie-Hellman để sinh ra hai chìa khóa màu hồng và màu xanh. Sau đó, máy tính cá nhân sẽ truyền cái chìa khóa màu hồng cùng với tổ hợp chìa khóa màu hồng và màu xanh sang cho máy chủ server. Bởi vì chìa khóa màu hồng và tổ hợp là những chìa khóa public key nên việc truyền đi trên đường truyền không lo ngại bên thứ ba có thể đánh cắp được. Sau khi nhận được chìa khóa màu hồng và tổ hợp chìa khóa màu hồng và màu xanh, máy chủ server sẽ tự sinh ra chìa khóa màu đỏ, kết hợp chìa khóa màu đỏ với tổ hợp chìa khóa màu hồng và màu xanh để tạo ra chìa khóa màu vàng. Bây giờ, máy chủ sẽ tạo tổ hợp chìa khóa màu đỏ và màu hồng, rồi chuyển nó đến cho máy tính cá nhân. Tổ hợp này cũng là public key nên không lo ngại bên thứ ba có thể đánh cắp được. Khi máy tính cá nhân nhận được tổ hợp chìa khóa màu hồng và màu đỏ, sẽ kết hợp với chìa khóa màu xanh sẵn có để tạo ra chìa khóa màu vàng, kết thúc quá trình bắt tay của giao thức TLS 1.3. Cả hai phía đều đã có chìa khóa màu vàng dùng để mã hóa và giải mã dữ liệu truyền đi trên đường truyền một cách bảo mật và an toàn, đồng thời khắc phục được hạn chế lộ chìa khóa màu vàng trên đường truyền cho bên thứ ba, cũng như rút ngắn được số bước trong quá trình bắt tay handshake, giúp cải thiện tốc độ của giao thức TLS 1.3 so với 1.2 một cách đáng kể. Như vậy, mình đã giới thiệu xong về giao thức HTTPS và giao thức TLS. Rất mong đã giúp ích phần nào cho các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, subscribe và chia sẻ kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.